Thằng cameraman hôm nay nó bảo nó bị ốm, mệt quá cũng chẳng ăn được cơm, nó bảo tôi là đi ăn đồ thái. Bạn thích sao thì tôi cũng chiều. Thế là tôi dẫn nó đi ăn quán quen của tôi. Quán này là sự lựa chọn số 1 về ẩm thực đồ thái. Tôi thì cũng đi ăn cũng nhiều nơi rồi nhưng mà cũng phải quay lại đây ăn. Về hương vị cũng như là không gian quán, vừa hợp khẩu vị mà cũng sạch đẹp. Đã từng có kinh nghiệm đi chơi bên Thái về rồi. Thì ở đây mang một phong cách khá giống. quá quán là Thái Street Food nằm ở 57 Bùi Thị Xuân. Menu đa dạng và có rất nhiều món đặc trưng ở Thái. Bữa nay tôi nhường để cho cameraman nó chọn đồ. Thế là nó gọi một gỏi tôm, sườn cây khổng lồ, mái heo nướng, Bà Thái xin nướng tổng hợp. Đồ uống thì gọi trà Thái cho heo thì món đầu tiên bọn tôi ăn là gỏi tôm, tôm sống được chế. Để biến vệ sinh cẩn thận ăn cùng với sốt cay thái hơi cay một xíu cảm nhận thì tôm giòn ngon ăn sống nhưng không bị tanh cùng với sốt cay thái ăn ngon miệng món này là sườn cay khổng lồ lớn nào đến đây cũng phải gọi một chảo to để ăn vì hương vị rất giống thái cay nhẹ tê tê dễ ăn vài chỗ mình đi ăn thì cay xé không ăn nổi thì sườn mềm mại gióc xương ăn đến mê nước dùng thì bao giờ cũng nóng hổi vì được đốt cồn ở dưới làm một hụm nước mà tình cả người đi ăn đồ thái thì không thể bỏ qua được món bát thái nha món này ăn gần giống phở trộn hà nội sốt ngọt ngọt vắt thêm một tí chanh chua chua trộn cùng với trứng chảy ăn béo ngon hẳn nhân món này đa phần là hải sản gồm có tôm thịt ngọt bạch tuộc dai giòn ngon quá mà tôi cũng ăn hết cả đĩa thì phần lại một ít cho thằng camera man ăn món má heo nướng ở đây ngon đỉnh nhìn qua thì tôi thấy bà nào ở đây cũng gọi phần má heo mỡ thì dai giòn phần nạc thì lại mềm mại chấm kèm sốt có mùi cà ri ăn vừa lạ mà vừa quen món tiếp theo là xiên nướng tổng hợp phần này thì có thịt lợn thịt bò gà và hải sản và có các loại viên mấy cái xiên ăn cái nào cũng na ná vị giống nhau đều ngọt ngọt chấm với cả sốt ớt cay bắt miệng ăn hoài ăn hoài mà đến bom miệng trong phần xiên này tôi thích ăn nhất đó là nấm đùi gà thịt bò quần kim châm và mấy viên tổng hợp ăn nhiều mà thấy bự cũng phải chuyển sang món trắng miệng đó là xôi xoài xôi ở đây dẻo hạt mẩy xoài ngọt thanh ăn kèm với sốt cốt dừa thơm đỉnh ăn một miếng là không có điểm dừng lại bữa này được thằng camera nó mời ăn vừa no lại còn vừa ngon